Phòng Giáo dục Đào tạo phối hợp với Hội Sử học và Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đông Điền tổ chức cuộc thi thuyết trình lịch sử tên trường em. 15 đội thi đến từ 11 trường trung học cơ sở và 4 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã tham gia cuộc thi. Bằng hình thức thuyết trình hoặc sân khấu hóa, trong thời gian tối đa 20 phút, mỗi đội thi giới thiệu về nguồn gốc ý nghĩa lịch sử, về địa danh, các nhân vật lịch sử mà các trường mang tên như Trần Quang Khải, Trần Văn Quang, Minh Đạm, Nguyễn Công Trứ. Cuộc thi thuyết trình lịch sử tên trường em giúp cán bộ giáo viên học sinh huyện Lâm Điền có điều kiện tìm hiểu kiến thức về các sự kiện địa danh, nhân vật lịch sử. Qua đó, bồi đắp lòng tự hào về ngôi trường mình đang dạy và học, đồng thời ra sức thi đua dạy tốt học tốt. Ban tổ chức sẽ lựa chọn đội có thành tích xuất sắc nhất tham gia cuộc thi thuyết trình lịch sử tên trường em cấp tỉnh, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 11 tới.